Xin chào tất cả anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với khóa học bán hàng bằng livestream, livestream trên Facebook by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên chuyên gia lĩnh vực đào tạo về online marketing cũng như là bán hàng trực tuyến. Và bài học tiếp theo trong series video khóa học này thì tôi sẽ chia sẻ một số những cái nội dung cơ bản để giúp các bạn làm thế nào để livestream có nhiều người xem. Thông thường thì khi mình bán hàng bằng livestream thì mình thấy rằng là cái vấn đề có nhiều người xem hay còn gọi là các mắt xem ấy, thì là cái vấn đề rất là quan trọng đối với chúng ta. Thế thì thông thường cái kinh nghiệm mà tôi đã làm hoặc là tôi cũng đã đào tạo và nhìn thấy người khác người ta làm thì như thế này. Thứ nhất là các bạn nên livestream có tần suất và cái thời gian cố định. Thí dụ như là hàng ngày, mỗi ngày có thể một lần, hai lần hoặc ba lần livestream. Tất nhiên mình càng livestream nhiều thì cái lượng xem nó càng loãng, đúng không ạ? Thí dụ một ngày một lần, mỗi một lần là khoảng một tiếng hay là hai tiếng hay là ba tiếng, ví dụ như vậy. Và cái thời gian nó cố định, thí dụ như là vào buổi tối mình sẽ livestream từ 8 giờ cho đến 11 giờ chẳng hạn. Như trước đây tôi làm đấu giá đá quý thì tôi livestream từ lúc khoảng độ 8 giờ đến 12 giờ. Cái khoảng thời gian mà đấu giá rất là mạnh thì nó khoảng từ 9 giờ 30 tối cho đến khoảng 11 giờ 30 tối, đấy là cái khoảng thời gian livestream rất mạnh. Và cố định hàng ngày, day by day, hàng ngày chúng ta đều livestream như vậy thì cái lượt xem nó sẽ cố định, và hôm nay người ta không xem được thì ngày mai người ta xem. Đấy là cái lời khuyên thứ nhất. Thứ hai là chúng ta nên có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và cũng nên có quà, có chương trình khuyến mại, có các game show trước khi bắt đầu. Thí dụ như bạn livestream bán quần áo thì bạn có thể có một số những cái quần áo nó rẻ tiền hoặc nó nhỏ nhỏ, nó không quá tốn, mình có thể tung ra làm phễu, làm quà tặng trước, đúng không? Thí dụ mình có thể chơi một cái game gì đấy, hoặc là mình quay số trúng thưởng, các cái số trúng thưởng bằng cái ứng dụng random ở trên điện thoại hoặc trên máy tính, hoặc là mình đố vui, đấy thì sau đó mình bốc thăm cho họ để làm sao để tăng cái lượt tương tác lên. Tất nhiên mình đi kèm với cái việc là mình sẽ yêu cầu là phải like, phải share, rồi phải tag bạn bè vào cái video livestream của chúng ta để chúng ta tăng được lượt view lên. Thì thông thường các cái game như thế này thì nó sẽ kéo view và kéo người xem rất là tốt. Hoặc là mình cũng có thể là bỏ tiền vào. Một số những người mà làm đấu giá đá quý, mà cái chương trình mà tôi dạy cho mọi người trước đây ấy, thì mọi người sẽ ví dụ khi là cứ 100 lượt xe thì tôi sẽ để thêm 500.000 vào, 200 lượt xe tôi sẽ để thêm 500.000 vào, 300 lượt xe tôi để thêm 500.000 vào. Đấy, cứ mỗi một cái con số mà share như vậy là tôi sẽ để thêm. Ví dụ, còn cái số tiền thì các bạn có thể tùy ý. 100 lượt thì bạn 100.000, 200 lượt bạn 200.000. Ví dụ như thế, hay là 100 lượt bạn 200.000, 200 lượt bạn 400.000, tùy vào cái đơn giá của bạn. Thế sau đó ví dụ như là bạn có thể thu được cả 1.000 lượt share, 2-3 nghìn lượt share cho một cái video, đấy là chuyện rất bình thường. Bạn kêu gọi là phải like page, là phải tag, rồi thì phải comment này kia, thì sau đó bắt đầu là để được một cái số tiền rồi. Đấy, chẳng hạn như có thể cái số tiền có thể lên tới khoảng 3 triệu, 5 triệu tiền mặt, sau đó bốc thăm trúng thưởng, bốc thăm bằng cách quay số, quay 3 số tự nhiên hay quay 4 số hay quay 2 số tùy vào cái lượng người tham gia. Nếu mà cái lượng người tham gia share nó rất là nhiều, ví dụ như là 1.000 lượt chẳng hạn, thì có thể mình sẽ phải quay 3 số. Đấy, sau đó là mình trao thưởng cái số tiền đấy bằng cách là chuyển khoản hoặc là chuyển thẻ cào cho người ta, thì người ta nhận được, người ta thấy rất là ok, người ta thấy rằng là đấy là cái con số thật và sự thật chứ không phải là tôi lừa dối, đúng không? Đấy, mình cũng nên có cái sự chuẩn bị về phong cách livestream, nội dung livestream, bối cảnh livestream, cách nói chuyện, bởi vì hiện nay những cái kiểu livestream điên điên ấy thì cũng sẽ rất là đông người xem. Chứ còn nếu mà livestream kiểu lành lành như tôi chẳng hạn thì cũng lượt xem nó cũng sẽ không nhiều đâu. Đấy, đúng không? Mình cũng nói cho mọi người biết trước là khi nào mình livestream, mình đăng Facebook hoặc thậm chí mình chạy quảng cáo. Đấy, và mình chuẩn bị các cái phần hậu cần thật tốt như là mạng, mẽo, internet, ánh sáng, âm thanh, các trò chơi, game show, đúng không? Rồi thì mình viết mô tả ngắn cho cái livestream của mình. Ví dụ như là các cái thể lệ, cách thức cuộc chơi như thế nào đấy. Sau đó thì mình có thể chào hỏi và yêu cầu những người mà vào livestream và theo dõi Facebook cá nhân của mình hay fanpage của mình, vân vân. Mình có thể là tặng quà, hay là mình có thể bắt đầu là
đặt ra một số những cái câu hỏi như vậy. Đấy, rồi thì mình có thể live stream ở những cái bối cảnh nó rất là khác nhau, đúng không? Thì đấy là một số những cái lời khuyên mà tôi muốn là các bạn có thể làm để các bạn live stream cho nó đông người xem. Thế nếu mà các bạn có lợi thế về hình thể, về sắc đẹp đối với nữ hay là về độ đẹp trai hay hình thể đối với nam, thì các bạn cũng có thể ăn mặc một cách nó sexy một chút, cuốn hút một chút, và chúng ta sẽ thu hút được nhiều cái lượt xem hơn, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ có thể là có những cái buổi livestream bán hàng, có buổi livestream tư vấn, có buổi livestream chia sẻ, thì sẽ là cái tạo ra cái động lực tốt hơn. Livestream thì bây giờ nó không còn mới nữa, cái tính năng này là Facebook nó phát triển hơn 2 năm nay rồi, và bây giờ thì cái lượt xem cho livestream nó cũng không còn tốt. Thế nhưng mà những người làm tốt, những cái cách thức làm khác biệt, làm mới lạ thì hoàn toàn vẫn có thể bán được hàng và bán được rất nhiều các bạn nhé. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này. Là đây là bài học nói về một số những cái gợi ý, một số những cái tip, tức là những cái thủ thuật để giúp các bạn có thể là livestream có nhiều người xem. Nếu mà các bạn có thể sử dụng cái hình thức là fake tip, tức là những cái thủ thuật ảo, thì các bạn có thể sử dụng những cái phương pháp như là mua mắt xem, đổ đổ mắt xem vào, chẳng hạn như là mình có thể đổ có thể là vài trăm cả nghìn người xem cái livestream của mình một lúc, thì khiến cho người khác rất là tò mò, đúng không ạ? Hoặc là mình sẽ phải có một cái đội ngũ comment seeding trong lúc mình livestream để mình làm cũng rất là ok. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo trong chương trình đào tạo bán hàng bằng livestream, cụ thể là livestream trên Facebook để bán hàng. Xin được cảm ơn các anh chị và các bạn.